niềm vui của hai có nhiêu đó đó. Sáng sớm cả nhà còn ngủ sao biết, mà mình đi làm mà không ai thích hết trơn sợ với ta. Mở hàng gì mà hay đi ra xin. Giờ mở hàng đi. Ừ. Mở hàng có đắt không? Hello Quỳnh Giang. Trời ơi, nó có hát cho má con sao đồ hoành tráng quá trời nè. Con ếch, con ếch có thích hộp lắm. Dạ. Con được. Có nhiều hộp đâu. Dạ, con ếch có thích hộp lắm. Dạ. Em lại em đếm hơn hộp. Cho nó là đá. Con được khán giả ái mộ đó là chịu, đương nhiên. Con được trong đoàn mình ái mộ mới là chịu. Dạ, con cảm ơn các bạn, các anh chị ở trong đoàn. Đó, đáng lâu quá. Hello, xin đi chàng. Người nhất người ái mộ con nhất lại đây nè. Đó. Cảm ơn anh Bình. Hello cả nhà nghe. Bữa nay con hát cho công ty An Nông, một cái chương trình lúc nào cũng đem đến nhiều niềm vui cho bà con miền Tây. Vì đi hát là thành núi. Thành núi. Xin nha Trần, hay gọi tên em đó. Nghĩa Khánh An, đúng rồi, anh hát sớm, anh hát cho công ty An Nông, hát chương trình từ thiện. Hát sớm lắm em, hát trong trường đại học nên hát sớm lắm. Sớm còn buồn ngủ. Hôm bữa nay anh hát chưa mới đi chị Kiều Trang đây. Sát bên đây đó. Cả nhà. Chào cả nhà. Mới vẽ có được con mắt à, thôi để vẽ đi. Đúng rồi, đồ mình tự làm các bạn. Mình tự làm đồ không à, nên nó hơi lạ một tí. Chào cả nhà nghe, sorry nha, tại vì nhớ cả nhà quá nên lên live stream cho cả nhà biết là công việc của mình hàng ngày, tại vì phải làm tuần sớm tại vì chuẩn bị hát rồi. Không, cái cục wifi em đưa cho Dịch Thúy Dương rồi, em dùm xài 3G. Vậy hả? Chào bạn Phong, Quốc Đại, Hầu Nhi, đúng rồi mình từ quách cấp. Sáng hà ngập tràn trong dòng uy biển, lửa binh lan tràn. Chào bạn Tâm My. Bạn Tâm My vô rồi Trang. Tâm My hả? Tâm My Bùi. Hai Tâm My Bùi, lâu quá không gặp. Hạnh Tiên em gái hai. Đúng rồi bạn, 5 giờ đã đi rồi, hát ở Long An lận. Nên cả đoàn đi sớm, xuống đây ra trang điểm sớm, chuẩn bị hát rồi. Có bài đó mà. Đào Võ Trạng. Sao Đào Võ Trạng dậy sớm với Đào Võ Trạng? Tối nay Cao Gia hát ở bên Bình Quế xong mà Cao Gia mới chạy qua Đào Võ Trạng ơi. Kìa. Hello, chào chị Trang đó kìa, chào các bạn nha. Chào Jimmy Trần. Chào Jimmy Trần, chào cả nhà. Ồ, nó có lời tư thầy. Chị dễ con mắt đi. Em chào. Em chào Ship Minh. Kìa Tommy Sen kìa. Chào hai chị em yêu quá kìa. Đó. Chào
chào Tommy, Tommy James. À, chị Trang chỉ đang làm tuồng, hai thì xong rồi, bây giờ hãy chuẩn bị còn thôi. Chào cả nhà nha. Mày chim hả? Dạ. Hôm bữa cái chân em hết rồi, cái tập vũ đạo nó bị đau rồi. Đúng rồi cả nhà, đi show sớm ở Long An, đang ở trường đại học Long An. Con chào chị Vinh Hoa. À, ngày mai 11 giờ anh gặp bà cụ anh Phương Lâm. Ngày mai 11 giờ anh sẽ qua gặp bà cụ, hạnh phúc lắm. Bữa nay đi hát cho công ty An Nông, được chị Thủy tổng giám đốc với lại má chầu ủng hộ cho bà thêm 2 triệu nữa, là hơn 30 triệu rồi. Thấy qua giỏi không? Là ngày mai là 11 giờ. Ý, chủ nhật chứ, xin lỗi, chủ nhật là 11 giờ. Thì sẽ chào tại vô đây em gái, vô đây cưng. Em chào sư huynh Lựa Đắc Long. Mày có ăn bài gì quên nước không thấy? Đi hết được các cô chú các chị thương ủng hộ cho bà thêm 2 triệu nữa. Dạ con đây. Trường đại học Long nào ở Long An? Ủa Dương ơi. Ủa anh, ở đây là trường đại học công nghệ kinh tế. À, trường đại học kinh tế Long An. Con chào chú Thanh Nam. Công việc mà bạn Jimmy nên phải cố gắng thôi, mình không cố gắng thì mình không làm được việc gì hết. Nguyên Hạ, dạ con hát cho công ty An Nông của chương trình từ thiện trao quỹ học bổng cho các em học sinh tại trường đại học kinh tế Long An. Chị Thủy ơi, mốt do biên chế cho em vô chứ. Dạ. Để mình có ngôi nhà để mình rồi. Dạ. Con nhớ về hết nha. Ờ, má cho con xin cung tổ tôi đang bên Hàn Quốc. Cung tổ hai bên Hàn Quốc nên con túng của bên Hàn Quốc. Dạ. Một có người trình sáng mình cung tổ nhà mình đi ăn cơm xong mình đi diễn. Cảm ơn cả nhà nha. Diễn với đồng bác sĩ lần thứ ba. Dạ cảm ơn thầy Dũng Quyên. Má ơi nhớ cho không có lịch lại cho má. Để con biết nhận bên lò mình trước. Dạ. Ủa gốc có cái ổ điện không mà. Ờ. Đúng rồi đẹp. Ờ, công ty An Nông là một công ty luôn đem đến nhiều niềm vui cho bà con miền Tây. Và đặc biệt là luôn hỗ trợ học bổng cho tất cả các em sinh viên, học sinh mà học giỏi. Thì hiện nay con đang xin biên chế của công ty để là một cái nghệ sĩ của công ty luôn. Nên cả nhà ủng hộ nghe. Tại vì cũng có nhiều đoàn mời mình về nhưng mình không có làm biên chế bên đoàn. Nhưng mà một cái công ty làm từ thiện thì mình xin vô để mình làm. Bên đây anh với chị Trang hát. Chị Trang đang làm tuồng nên để cho chị Trang làm nên tí nữa. Đạp đứt chân đó. Dạ mà đẹp. Dài mà nó dảnh lên gì là mình không dứt mắt ra đúng không? Ai nói em dài mà đi dài mà chị đẹp lão. Hoàng Nhật Minh Ma Lúng dễ thương hả? Dạ qua cảm ơn. Không có thích chiếu, bữa sáng mình mới làm đơn giản vậy thôi ha. Mình đừng có chiếu nhiều quá. Hương Ngô, tại vì mình hát buổi sáng mình phải làm gì đơn giản thôi, đừng có chiếu quá đó. Cái này thôi.
Nhớ nha. Anh nói đúng rồi, bữa sáng mình đơn giản là đừng chiếu quá. Bữa này cũng chiếu. Dạ con cảm ơn thầy nhận viên Thanh Ngô, đúng rồi, từ mất cấp. Dạ con chào má Ngọc Trang. Dạ con hát ở trường đại học kinh tế Long An cho công ty An Nông. Hôm nay là chương trình phát quà cho quỹ học bổng của công ty cho các em học sinh giỏi. Má Ngọc Trang hả? Minh Nhật không có xéo đâu, tại vì vô cái này á, cái mình dướng á, chứ mình ở ngoài bình thường. Chào cả nhà. Chào ké hả? Chào ké. Dạ, chào đi. Chào ké. Chào đi, thay đồ. Chào Ngọc Trang. Cả nhà nói chuyện với chị Giang nha, khoa thay đồ khoa nhà liền. Cái quần với lại cái bó chân đâu rồi. Chị chào cả nhà giùm em nha. Cả nhà ơi, chờ chút xíu nha. Bạn Hoàng Đăng Khoa đang đi thay đồ rồi. Chào em Khải An. Chào Hoàng Nhật Minh. Dạ, con chào má Ngọc Trang. Chào cả nhà. Chào Hương Ngô. Chị chào Hương Ngô. Khoa đang đi thay đồ rồi. Cả nhà chờ Khoa chút xíu nha. Sẽ trở lại nói chuyện với cả nhà. Hai chị em đang làm mặt để chút xíu nữa diễn rồi. Chào Quỳnh Giang. Chị chào em. Chào Tâm Như, Tâm Như tôi. Chào bé. Hôm nay hả Minh Nhật, hôm nay hát tuồng Khói Lửa Biên Thùy. Chị chào Subin. Nguyễn Đăng Khoa. Chào Chi Trần. Chào em. Gắn mấy có một cái lông mi, còn một cái lông mi nữa cả nhà. Gắn thêm một cái nữa. Dạ em chào anh Hoàng Bửu Lê. Thanh Ngô. Khi nào có trực tiếp thì cho em hay hả? Hoàng Đăng Khoa, Thanh Ngô đó, khi nào có trực tiếp cho Thanh Ngô hay kìa. Cả nhà ơi, cả nhà chờ chút xíu Khoa sẽ trở lại đang thay đồ nha cả nhà. Thế live stream cảnh thay đồ đúng không? Đúng không Khoa? Đang live stream cảnh thay đồ đúng không? Chào em Kim Huyết Lê. Cảm ơn anh nghệ sĩ nhân dân Nam Thanh Nguyễn. Dạ, em cảm ơn anh. Quốc Diệp kêu chút xíu livestream cho Quốc Diệp xem kìa. Mấy giờ? Thì bây giờ bên mình là mấy giờ? 4 giờ. Ồ, bên mình làm trước được mà, bên kia tới 9 giờ mới hết. Nhớ nha ca. Dạ. Rồi, Hoàng Đăng Khoa trở lại rồi. Để chị viết cái kịch bản. Cái gì mà có lỗi cho em khoảng 3 giờ. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Côi côi đốt đồng để ngắm người, chim nhờ lá rừng. Chào cả nhà nha. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần để cậu ngồi. Mẹ vô tóc sâu hay chị em. Mấy bạn kia ngồi hát với livestream kìa. Đó, bây giờ đi hát là phải có cái này nè. Cảm ơn cả nhà. Anh Bình, hai cái nóc hai bên luôn đó, anh Bình chứ phải bình thường á. Tại bởi vì giảng dây chặn đó. Em giảng dây chặn, giờ phải có cái này em hát thì nó mới vô. Mâm là chỉ là tao cũng bốn rồi. Rồi bé ba đó, Tâm, Sương đó, mổ luôn, hồi nghiệp bây giờ không hát. Ít chứ cũng 6 tháng mới bị mổ rồi được. Hoa với Sương là một bệnh là cũng biết gian nhau luôn, giảng dây chằng lên tóc rối luôn. Trời ơi,
té hết hồn. Ủa, mình mà mình chết giỏ nữa. Được, đúng không? Vậy con em cái đám này qua hát đào thôi nha, mắc ké. Mấy người phải dùng hát ké đi, hát đào liền. Ờ, bữa nay hai mập ra, hai mập tới mấy ký lần. Nhưng mà mập ra làm tuồng đẹp ai cũng khen thôi, để mập luôn. Chào ô thiền dĩ em trai của hai. Con cảm ơn má Ngọc Trang. Ủa mình có quà rồi. Sao nóng nó đâu có bờ bên lạnh đâu. Thanh Ngộ Minh Lê. Ờ anh hát chương trình phát quà từ thiện của công ty An Nông cho các bạn học sinh sinh viên mà học giỏi á, phát học bổng nên hát sớm lắm. Nguyễn Nhật Kim sao bữa nói qua lấy đồ không thấy em alo hai vậy, không có lấy đồ vậy hay không thấy em qua cái hai công việc gì hay quên luôn, đồ đẹp lắm không qua lấy. Hai đi hát ở Long An các em ơi. Không sao. Người đẹp nè. Sửa sửa cái mắt là đàng hoàng. Bên mày ngưỡng mộ Hoàng Đăng Khoa dữ vậy bệnh. À mày gửi nghiệp chị Kim Trang, mày đứng ghế chị Kim Trang. Mày nhìn anh Thanh Khoa mà mày đứng ghế chị Trang mày. Thấy. Trời ơi, đồ đẹp đó như Kim ơi, đồ có hai xuất sắc, hai đồ hai soạn cho em mà các em chịu qua lấy. Sao lại là một tấm? Phải nhiều tấm chứ. Dạ con hát kép độc là chỉ có hát cái chị Thanh Hằng ở trong cái cải lương tướng cướp bạch hải đường thôi, con giai thằng Can. Còn bên tuồng cải lương thì con chưa hát kép độc, con chỉ chưa được giao tại vì con chắc con chưa có dám thử. Con chào cậu, cậu Chính Tâm Như, con chào cô Thiên Thiên Hạnh Hằng Trúc. Chào cô Thiên Hạnh, bé Hằng Trúc bên kia mà cũng lén lén qua đây nữa hả? Phải chào chào chứ phải lén lén đù đút cái đầu. Con chào chào công an ngay thành phố Long An luôn, trường đại học kinh tế Long An. Tuấn Nguyễn thôi hả? Thanh Ngô, Minh Lê, Hằng Trúc, Tiên Kim, Phan Hậu. Kệ mình vui cho được đời nó vui. Cả nhà ơi, ngày mai, xin lỗi không phải ngày mai con còn hát. Ít ngày mai đúng không? Ngày mai Chủ nhật rồi. À, trời đó đi làm mà không nhớ Chủ nhật thứ hai vậy đó. Chủ nhật này Khoa đi sáng ngày mai là 11 giờ, Khoa cùng chị Thẩm, một người chị ở trên Facebook. Đi qua trao nhà cho trao qua nhà bà cụ, trao tiền cho bà cụ. Bác thấy cái nguyện cầu hôm nay thôi hồi hôm qua cái ông mới nguyện cầu tổ á, tổ ơi nhà bố mình trao tiền cho bà rồi, tổ luôn cho con xin cho bà chồng ba triệu đi, cái bữa nay chị cũng hai triệu lần 31 triệu rồi. Dạ cảm ơn chị Thủy, hôm nay đi hát được má Năm Hà Châu chia sẻ, chị Thủy tổng giám đốc công ty An Nông đã ủng hộ cho bà thêm 2 triệu nữa là cái số tiền trên 30 triệu rồi. Đúng rồi à,
thì Khoa sẽ trao tặng tay cho bà luôn, để cho bà có nhiều niềm vui, và đang định hướng cho bà để cho bà không đi bán trái cây nữa, để bà kiếm một cái chợ, có một cái sạp nhỏ để bà ngồi bà bán, hay là mua trái cây đi trao lại. Bữa nay anh hát khói lửa biên thùy luôn, hình như đang chích đội nó dấn liền với anh Khoa rồi. Mà chích đội này anh Khoa hát chung với chị Kiều Trang. Bữa nay anh đi có mình, không biết có live stream được không, hay là ngồi em giờ sẽ nhờ đứa em gái live stream giùm hai nha, để cho các em coi nghe. Chúc lên em gái của hai. Rồi xong. Phương chị bảo anh hát show cho công ty Hàng Nông. Em uống miếng nước nha chị nha. Em cảm ơn. Võ Đại hay đi Nguyễn. Em hát luôn mà. Không, gần xong hát tại vì báo là mặt ngồi gì đâu hết. Không, bây giờ không lấy giờ mặt lùn cái lương hát thì là sợ tôi. Em không không vơi đừng nói sầu đâu em. Mọi đợt có lương hát nhà trẻ được không cả nhà? Tân An là ở Long An đó, Trúc Linh. Leo làm. Dậy sớm vậy em. Tại vì bữa nay mặc đồ cá lương mà có nhiều khán giả yêu cầu hát nhạc trẻ, không biết có nên hát không? Không biết mặc đồ cá lương ra hát. Tiếng khóc không vơi được nói sầu đâu em. Xin hãy có hát không? Xuất sắc. Hai tăng luôn, xuất sắc. Nhưng mà má ơi, mình đi đi phát quà luôn hay đi đi chơi? Dạ. Dạ, con thấy cái chương trình đó quá trời luôn á. Thấy cái chương trình tình cảm Bắc Sơn lắm luôn á. Con thích lắm luôn á mà con không có thời gian. Không dám làm cái nào hết trơn rồi. Nhưng mà cho hát bài nhẹ nhẹ được. Chương trình tới 5 đài 3. Dạ, thích lắm luôn á, thích chương trình đó luôn á. Quy mô quá trời. Trời, con hát cái bài đó được nhiều khán giả thương lắm á. Cái bài đau đắng nha, nếu mà hát đúng là khó lắm, nó giỡn đâu. Đó. Phu nhân ơi, rồi chốc lát nữa đây ta sẽ điểm quân lương khai thành phát pháo. Ôi trời, xin lỗi, ở ngoài đang phát biểu mà ghé dòng cổ. Bà đang phát biểu đó hay. Cái giọng lớn dễ sợ ta nói. Cảm ơn cả nhà nghe. Hiểu không cả nhà? Bị liệu hiểu không? Giọng anh lớn lắm trời ơi. Hát không cần mi luôn đó. Gọi là gì phải không? Gọi là thả cái gì mà chạy ra. Phải xả tự nhiên. Đã dạ, em cảm ơn chị Diệu Thanh, Tuấn Minh, Hằng Trúc, Duy Ly, Tiên Kim. Mình hát buổi sáng á, mình không có thích đồ chiếu. Mình ít có hộp lắm, như đây đủ rồi. Thiếu gì nữa không? Trăm gì đâu, thêm một. Bữa nay mặc đồ này đây, dễ thương không? Đẹp quá vậy, tôi ước có chịu nha. Chắc thôi mới làm được cho em nè. Dạ. Nhìn nó xem. Hằng Trúc, Hạnh Lê, Thiên Hạnh, Quốc Kim. Dạ, Trúc Linh, cảm ơn em. Nóng quá à, trong đây không có máy lạnh. Phụng Nguyễn. Cột sao còn chùm tóc vậy trời? Cột hay vậy? Cột sao mới còn miếng tóc? Chừa 2 chùm 2 miếng nhỏ xíu gì nè. Chắc chết.
chưa? Đúng rồi, chị Trang đang ngồi kế bên hai, chị đang làm tuồng. Dạ, cảm ơn cả nhà. Trời, cũng nóng quá trời rồi. Cái quạt quá quạt. Em gái hàng trước, chị ngồi kế bên Khoa nè. Đây này, chị thích qua đi. Hai cả nhà. Trang đang làm tuồng. Cả nhà hai Trang. Chào cô Thiên Hạnh, dạ. Để bà đi ha. Để bà đi lâu lâu cái đầu rồi. Nó bị chói nắng này rồi. Để kiếm cái quạt cho nó nóng quá. Còn kệ má nghe. Của con gái cho chủ tịch ở tỉnh Tiền Giang. Cái xong rồi cái cũng vào ăn trong phòng nhà mình vậy đó. Cái chủ tịch mới nói là coi như mình là nghệ sĩ ấy, cho nó ăn nghe hát live đi. Thì ai cũng hát hết quạt vô, đòn bên được hát hết, có người to được. Cái người nói là cái là không sao con bé. Cái mới được hát cái chủ tịch đó kia. Mấy đứa cũng mấy đứa được cùng ly để đi nghệ sĩ khác. Cái người ta cũng cầm ly nè. Cái tới coi, cái chú tịch đó cùng ly không phải để cùng ly. Con dùng hát một cái. Bỏ đi xuống buồn quá sẵn là bên lớn quá mà hắn không có mi mà trong phòng kính nó đậm mà nó giá giá vậy nè mỗi cần phải bỏ ly vậy hết chị Trang hả? Dạ không có thích chụp hình đâu mà đi nè cái tư thế không thích chụp hình mở tay gì nè cảm ơn Camela cơn gió Mỹ Quyên ngoan trời ơi em chào anh thành gia của em mấy bữa nay thấy anh like ban đêm trời ơi đó bụng chết luôn gì đó ngon quá anh Giao ơi đúng rồi anh Giao á dễ thương lắm cưng lắm trời ơi bét là bét luôn á chứ không phải là bình thường dạ em đi hát cho công ty An Nông lễ trao quà học bổng cho các bạn sinh viên học giỏi tại trường đại học kinh tế Long An quá khứ không được ở ngoài đang phát biểu mà cho nên mày hát lớn quá người ta nghe nên không có dám hát chỉ câu hát tao không muốn mà ngon thiệt anh Giao ơi hình như tao nhắc tới tên anh đó ở trong giới hay là các em của em ai cũng rất là thích đây nè cũng có một người cũng ngưỡng mộ anh thành Giao đây nè Sydney Trần anh Giao ơi bữa nào em xuống đó ăn nha ngon lắm ốc hấp tiên là xuất sắc nhiều người quảng cáo lắm rồi nhưng mà em tới Cần Thơ không có ai dẫn đi hết trời ơi số 1 Lý Tự Trọng trời ơi tới tận nơi luôn không cần phải dẫn đi hai đầu quá trời vậy đó mà toàn là hàng để ngắm mà không làm được gì trơn trời em mà tới 80 đào nữa để ngắm không mà hả? Dạ, ok anh sẵn sàng chào đón kèo. Dạ, em là Sina Trần nha anh. Có gì em xuống đó em sẽ qua bên ghé qua thăm quán của anh. Nghe anh lâu lắm rồi. Leo làm. Dạ, em chào anh nha. Anh khỏe, Thảo Nguyên, Hằng Trúc. Leo Lam ơi, ngày 26 tháng 8 ủng hộ anh đi ở sân khấu công dân á.
chào chị Hà của em. Cảm ơn Hồng Giao nha. Đỗ Minh Trí con trai. Trần Thảo.
giờ mới dậy mới đi tới giờ. Hát ở Long An hai ơi. Đậu và Diễm My. Bình Quế là anh hát 6 giờ. Hát Bình Quế xong mình chạy qua bên sân khấu Lê Hoàng hát luôn. Hoài Nhung, em gái. Mình chụp hình với cả nhà tí nha. Chưa đẹp.
cả nhà nghe, bây giờ phải chuẩn bị ban hát rồi. Có gì hồi khoa lại chị được, phải lại chị được cả nhà xem nha. Bye 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 bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền dân miền Tây cũng như tất cả các bạn sinh viên mà học giỏi. Hôm nay là chương trình công ty An Nông đây Mát Hà Châu nữa trao quà học bổng cho các bạn sinh viên. Và đặc biệt theo lời chia sẻ của Mát Hà Châu thì chị Thủy tổng giám đốc công ty An Nông đã ủng hộ cho bạn Thủy thêm 2 triệu nữa. Số tiền là trên 31 triệu rồi cả nhà ơi. Ngày mai 11 giờ Khoa đi trao quà. Bye bye, anh nhà ủng hộ nha. Đi nào đi hả? Bye bye, bye bye. Thấy thương chưa? Chuyện cho nhà nghe nha.
trắng trong như bài. Quý thầy cô cũng như tất cả các bạn sinh viên có mặt tại trường, chúng ta chia sẻ thêm
Thật sự là khi mà nhận được lời mời của bác Hà Châu á, Khoa đắn đo lắm, tại vì chiều nay Khoa có một xuất diễn nguyên một tuần tại thành phố Hồ Chí Minh, mà phải sáng phải dậy sớm nữa, mà nghệ sĩ dậy sớm không có ngủ được là không có hát được, mà 4 giờ đã dậy rồi thì thầy chỉ chạy qua đoàn, phải chạy qua bên công ty ăn nông để tập trung với anh chị em. Hình như tất cả những người làm chương trình chưa có ai ăn sáng hết á, mà ai cũng hát bằng cả cái trái tim của mình. Vì sao? Vì mỗi chương trình mà công ty ăn nông đem đến cho tất cả bà con miền Tây á, tại vì Khoa đã đi nhiều với công ty ăn nông, nào là đem đến trao quà học bổng nè, rồi trao quà tình thương và cả trao nhà tình nghĩa nữa. Thì hôm nay cũng vậy, khi mà được nhận lời mời rất là vui, tuy là hơi đói bụng một tí nhưng mà hát cũng dẫn được những tràng vỗ tay. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Còn chị Trang á, bà Khoa biết sao qua nay hả, Duy mà không rời hoa tùm lum luôn mà sao tự nhiên lên sân khấu cái tổn thương, không có ho